Ok, xin chào tất cả anh em đến với kênh của mình. Thì hôm nay Ngọc Rồng SG cũng đã trao giải sự kiện tiếp sức mùa hè. Lúc đầu là mình tính lấy top 1 hoặc là top 2, nhưng mà không, mình đã nhường cho anh em server. Tại vì nếu có đua cũng chả lấy được. Mấy anh em này nộp tiền kinh quá anh em ơi, chơi không lại. Nên là mình đành lấy cái top 9 ghẻ thôi. Top 9 thì sẽ nhận được gì? Đây, đó chính là một cái cải trần 12% sát thương laser và một cái cấp server kết hợp. Ấy, ôi mình nhắn bỏ ra chứ hơn là bỏ không được. Ok thì anh em cùng xem với mình cái cấp server kết hợp này sẽ mở ra được cái gì nhé. Và hôm nay mình cũng sẽ làm clip về để đi đặt cái cải trần của mình lên cấp 7 cho nó cộng được bao nhiêu cây cộng với 280 thỏi vàng này. Ở đây mình cũng có chuẩn bị 574 cái đá bóng ma. Không biết với 280 thỏi vàng với 500 đá bóng ma này có lên được level 7 không nhé. Anh em cùng xem với mình. Ok, thì bây giờ mở viên cấp số vỡ kết hợp này xem thử nó ra cái gì nhé. Nếu mà ra dày Piccolo của 5m thì ngon nhé. Còn không ra cũng không sao. 5m, 5m. Úi, áo tròn xếp đen đen. Vất thôi anh em ơi, chả có tác dụng gì. Nó mà là găng thì ngon. Cho nó vẫn còn ở đây ta, sẽ bị lát đấy. Ok, thế bây giờ mình đi qua bên đảo Command để đập luôn cái cải để xem với 280 thỏi vàng này thì cải trần mình có lên được cấp 7 không nhá. Mình chỉ đập lên cấp 7 thôi, chả có tiền mình đập lên cấp 8 đâu. Bắn trước 100 thỏi cho lên chết 10 luôn, vừa luôn, đập cho nó phê anh em ơi. Bóng tối trang bị, bóng tối trang bị, bỏ cái trang vào đá bóng ma dốc 50 lần, chúc mừng con nhé. Lần 2 chúc mừng con nhé. Lần 3 chúc mừng con nhé. Kỳ 2%. Lần 4 sức đánh 2% em. Đánh ký đi. Ký. Ký. Chúc mừng con nhé. Ôi sức đánh. Ký. Rồi sức đánh luôn anh em ơi. Vớt thôi. Không nói gì nữa. Lên level 6 mà nó chỉ 2% kia là vớt được rồi đó anh em. Không nói tiếc gì nữa đâu. Đấy, nhầm nhầm. Giờ mình sẽ mua đá tẩy sáng. Đá ánh sáng chứ. Đá này để có tác dụng là đẩy tẩy cái cải trang của mình đi và đập lại. Tẩy trắng trang bị. Tẩy thôi, tiếp tục đập lên nhé. Bóng tối trang bị, bóng tối. Kỳ. 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 Mấy level đầu thì nó vào cái gì cũng được, nhưng mà tầm level 5, level 6, level 7 thì nó vào kia thì sẽ ngon nhá. Ôi. Ui, kỳ 7% em ơi. Level 7 luôn đi. Không đủ vàng rồi. Sao lại không đủ vàng? Tiếp tục với 50 thỏi nhá. Bóng tối đang bị đó kỳ đi kỳ kỳ 11% anh em ơi, quá là đã bố rồi anh em ơi, hấp rồi, ngon quá. Để xem với cái trang này thì từ mình sẽ coi thử con bát của mình với lại cái này của mình. Ôi, cái này kia bóng tối 5%, chắc là nên để xài. Cái này kia bóng tối cộng 1% luôn, quá VIP rồi. Ô, kia mới 3%, ra đập luôn em ơi, cái này của đệ tử. Bóng tối trang bị. Ôi, tiểu đá, tiểu đá, tiểu đá. Lớn. Ôi, lắc lắc, kia. Ôi HP em ơi, thấy có điểm rồi đấy, thấy có điểm rồi đấy. Ký.
ký 6% anh em ký luôn đi, không đủ vắng tụt hắn đấy nhờ. 50 thỏ bóng tối trong vị đông vào cầu, đông vào cầu ký ký sức đánh này em ơi cay thế nhờ. Tôi đập thử nó có lên lá 18 không nhé. À, để xem còn cái gì để đập không. Này kia cộng 5%. Thôi chắc để xài đi. Mình đập thử xem nó có lên được lá 18 không. Cái trang của mình. Lên lá 18 mà cầm kia rất là đẹp luôn anh em ơi. Còn không lên thì thôi nhá. Đâu mà còn có 100 viên thôi. Lá 18 rất là căng đấy. Ôi chắc là không lên rồi em ơi. Không lên rồi. Thôi thế để này xài nhá. Ok thì clip của mình đến đây cũng là hết. Anh em xem clip mình thấy hay thì cho mình xin một like và subscribe ủng hộ kênh nhé. Bye tất cả anh em.